Các bạn nào mà muốn mua yến, mua chim yến, mua mua rau, mua gì đó là đem cho bạn bé men bán cho các bạn. Dép bên mua đâu để bên? Đâu phải dép, dép như. Để tôi nhận. Tôi mang cái này phụ luôn. Chừng lớn thì thôi, có nầu luôn nha. Như. Vô kia đôi bên cho nó vừa thật vậy nha. Đây vô cho bên vô. Vô đi nè. Đây là thằng đậu đậu. Đậu đen. Đậu đen. Đi qua coi đậu đen cho đậu đen. Nhân quay đậu đen lên TV kìa. Quay lên TV kìa. Quay đi đậu đen lên TV kìa. Vô quát xè vô. Kể vô cho tôi cuốn cái gì vô. Sịt. Ủa, mình có đem, mình có đem cho sạch kìa đó hả? Có. Dung phải mua riêng cho sạch thôi. Không phải thủ hết chứ. Dung phải mua cho sạch trời, thôi mà nhớ mình với dòng sạch rồi đó hết á. Mỗi, mỗi, mỗi cái đầu ghê với mỗi. Chào cả nhà, đây là bơi bơi nha. Đây là bơi bơi. Bơi bơi con của Trinh nè. Bơi bơi ơi. Chào cô chú đi con. Chào cô chú ơi. Bên này bơi bơi nó lên TV nè. Chào đi. Bữa nay nhà mình nấu cá lấu nha cả nhà. Ba. Đi xuống đây rồi con nha. Ngon
một bữa tôi chở nhiều đó, ăn nếu một gia đình chắc ăn có mấy tháng mới hết. Cá phải mua loại cá cho ngon. Cái dễ dở đâu mà, cá biển, cá ngừ rồi mình ăn bán ở trong thị on á. Nó trẻ nó phơi một tám nhật á. 300 ngàn một con à. Chiên lên nha, ăn rất là cực kỳ ngon nha. Ngon ăn một câu. Con bự vậy bẹ rồi 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 này cá gì mới mà màu chiên lên nha. Ăn rất là cực kỳ ngon nha. Ngon lắm. Mới về thăm bà ngoại đây. Nhà đây là nhà bầu. Nó chỉ ăn mấy cái cá là được thôi, chứ còn mà cá mà dễ dở là nó không ăn được. Còn không là nó ăn thịt heo chứ đó thôi. Heo nướng, heo chiên, heo kho đó, kho gì vậy thì thôi, tôi ăn hết được. Chào cô chú. Chào các bạn. Chào cô chú. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye cô chú đi. Bye cô chú nha. Bye bye nha. Bye cô chú đi.